Chào anh em nhé, cây cối tốt rất nhiều này. Đấy, khôi ươm sống thuần cũng có mà sống khỏe cũng có. Đấy, toàn những siêu phẩm thôi, sang giàu già. Đây sang giàu. Đấy, đây cây thanh hương này. Đấy, kia còn rất nhiều nhé. Rất nhiều những siêu phẩm hàng tương lai. Không lòng vòng nữa, hôm nay mình chia sẻ cho anh em cây canh châu. Canh châu thằng vui em nó hôm qua nó đi triển lãm, nó thích canh châu nên hôm nay phải kiếm canh châu ra đây để chia sẻ cho anh em xem là cái hàng canh châu này nó mua của cậu này lần đầu tiên. Xem chất lượng sản phẩm nó ra làm sao. Đấy, chà chà. Nhìn nó cũng có vẻ đóng từ lại họ có vẻ khó sống này. Cây khôi mà giữ ẩm tốt là coi như là tỷ lệ sống rất là thấp. Để mình xem là đây này, nó có một cái cây cây nó vặn phẳng, còn cái cây nó vặn xoắn là nhìn nó rất là đẹp, mình sưu tầm. Quấn kỹ quá. Đấy, cây xoắn. Đấy, nhất là cái câu tháo băng dính. Có một cái cây là có nét độc đáo, nên là mình quyết định sưu tầm. Chứ còn canh châu là mình cũng không đam mê lắm. Không đam mê nhiều cho lắm, nhưng mà gọi là
nó độc lạ chứ tầm. Xem thông thường thì cây vào mùa mưa này là mình sẽ nghĩ là nó sẽ không tốt để mà mua vào cái thời điểm mùa mưa này là nó sẽ rất là khó sống. Cây đẹp thì đi tầm lắm, tỉ mẹ năm ăn năm thua, sống như là đang phải một chết như là củi. Dạ, cậu có tặng mình một cái rễ mini. Để mà nói về phôi trâu mà rễ nó nhiều như này thì cũng tỷ lệ dâm sống cũng khá là cao, giá cũng lắm, nhưng mà khá là ok. Nhưng mà để mà nuôi sống được thì phải là mình thích. Nó nhỏ hơn một chút nhưng mà các bạn biết vì sao mình thích không? Vì là nó có cái đường vặn xoắn này, đường vặn xoắn rất là hay, nghệ thuật. Chỉ có điều là mình hơi tiếc là cậu cắt và cõi không có keo để giữ ẩm nên là sợ nhất là nó không thể sống được. Đây dễ siêu mini, tác phẩm này cho ôm vào một hòn đá nhỏ nhỏ ngồi trên cái chậu con thì sẽ đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý phôi. Bước đầu tiên là kiểm tra các cái đầu rễ, mình rửa sạch cái đã. Chia sẻ rất thật với anh em rồi, có thể là to già có lu rồi. Chốt cái này mà bỏ hoàn lên thì quá tuyệt vời luôn. Đáng tiếc là anh em người ta đi rừng người ta không tốt, không có chút keo sẹo.
vậy thôi. Thu sau này một chồng chụp thành cái bệ này bây giờ mình phải chậm không quan tâm này bây giờ mình sẽ phải kéo xẻo vậy. Thì cái dòng cây này nó thật với anh em này, nó thì rất là khó sống ấy, chứ không phải là dễ sống đâu. Đấy. Nhưng mà khi mà nó đã sống được rồi thì nó lại rất là phát triển rất là ok, chứ không phải là như anh em bảo là cái dòng này dễ sống là không phải nhé, cực kỳ là khó sống luôn. Châu này nó lại không như những cái phôi khác, nó có thể phát triển một cách rất đơn giản nhưng mà cũng có thể là cực kỳ là khó luôn. Cái ưng ý nhất thì lại bị khô quá nhiều vì nó có quá nhiều vết cắt. Nó quá nhiều vết cắt ở thân này nên là khi người ta cắt thì lại không kéo sẹo được nên là nó bị khô, khô thân. Tôi sẽ cái cho vào là dẫn đến tình trạng là bị khô thân. Đấy, nghe cái quan sát thấy mình xử lý phôi này
kỹ càng như này, nhưng mà nói thật là mình làm cây nhiều mình biết tỷ lệ sống được cái cây này nó chỉ gọi là 1%. Nhưng mà vì đam mê nên là mình phải cố gắng, hy vọng nó sẽ sống sống được cái cây này, nên là rất là tuyệt vời luôn. Đây là một cái chân rễ nha, mình cũng sẽ, nói chung là những cái chân rễ như này mình thường mình không không ưa làm gì cả, vì những cây bé bé này mini này mình còn cho nha bạn bè. Dù sao nó cái công người ta đào nên mình sẽ keo sẹo và mình sẽ làm cũng bình thường, nó phát triển sống được thì nó sẽ cho mình những cái tác phẩm đi. Phí sẽ vẫn dùng cái kích rễ như mọi lần này. Mình sẽ cho kích rễ vào và mình xử lý nhé. Còn cái cây này thì khả năng chiều mình sẽ trồng luôn cái cây này. Rồi, chào anh em nhé.